Liverpool thắng ngược nhờ 4 bàn sút xa. Liverpool ghi 2 bàn trong những phút cuối để hạ Fulham 4-3 ở vòng 14 ngoại hạng Anh và giữ mạch toàn thắng tại Anfield mùa này. Sau 10 trận đầu tiên ở Anfield toàn thắng, Liverpool đối mặt nguy cơ lớn đứt mạch khi bị Fulham dẫn ngược 3-2 ở phút 80. Tuy nhiên, Wataru Endo và Trent Alexander-Arnold lần lượt sút xa ghi bàn trong chưa đầy 2 phút, giúp chủ nhà giữ trọn 3 điểm. Sau hiệu còi mãn cuộc của trọng tài Stuart Atwell, Arnold đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng rồi mỉm cười nhìn về các khán đài. Ở đó, khán giả Anfield như bùng nổ sau khi chứng kiến bữa tiệc bàn thắng và cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Fulham chơi không tồi so với một câu lạc bộ tầm trung, khi là đội đầu tiên ghi nhiều hơn một bàn ở Anfield mùa này. Nhưng Liverpool vẫn hay hơn, với cả 4 bàn đều có thể coi là tuyệt phẩm. Arnold là nguồn cảm hứng cho Liverpool ở trận này, khi bàn đầu tiên có công lớn của anh. Phút 20, hậu vệ 25 tuổi đá phạt chân phải từ cự ly khoảng hơn 25m, đưa bóng vòng qua hàng rào trúng mép dưới cột dọc. Thủ môn Burnley no bay người không với tới, nhưng bóng bật ra đúng lưng anh bay vào lưới. Vì thế, bàn mở tỷ số cho Liverpool được coi là Leno phản lưới, nhưng điều đó không ngăn Arnold chia vui với khán giả. Hiệp 1 diễn ra với kịch bản. Cứ mỗi khi Liverpool ghi tuyệt phẩm, Fulham lại gỡ hòa từ pha bóng lập bập. Phút 24, hậu vệ trái Anton Robinson căng ngang để tiền vệ Harry Wilson lao vào sút một chạm từ cự ly chưa đến 10m, đưa bóng trúng chân thủ môn Cao Hi-min Keller vào lưới để ghi bàn trước đội bóng cũ. Keller được bắt trận này do thủ thành số 1 Alisson chấn thương đùi sau. Liverpool vượt lên dẫn 2-1 từ cú sút xa của tiền vệ Alexis Mac Allister ở phút 39. Sau khi thu hồi bóng từ cự ly khoảng 30m, nhà vô địch World Cup 2022 sút về góc xa tầm cao khiến Leno lại phải làm nền cho siêu phẩm. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, Keller lại mắc lỗi khi để hậu vệ Kenny Tích đá bồi qua hai chân, giúp đội khách gỡ hòa. Điểm nhấn trong nửa đầu hiệp 2 thuộc về tiền đạo Darwin Núñez, khi anh một lần sút trúng xà ngang, một lần đá hụt trong thế đối mặt. Cả hai cơ hội của anh đều do Mohamed Salah tạo ra, nhưng trung phong người Uruguay đã bỏ phí. Fulham lại chắc chiêu cơ hội tốt hơn để tạo ra bất ngờ tại Anfield ở phút 80. Từ một pha phản công, tiền vệ Tom Cheney tạt bóng về cột 2 để Bobby Ye Kodovare nhảy lên đánh đầu vào lưới trống trước mặt hậu vệ Konstantin Simikas. Huấn luyện viên Marco Silva hét lên rồi chạy quanh khu kỹ thuật để mừng bàn này, còn Jurgen Klopp gấp rút đưa tiền vệ Endo vào thay Ryan Gravenberch. Chính Endo gỡ hòa 3-3 cho Liverpool ở phút 87, khi ghi bàn đầu tiên ở ngoại hạng Anh. Nhận pha nhả bóng lại từ Salah ở cự ly khoảng 20m, tiền vệ Nhật Bản cứa lòng về góc cao và sát cột khiến Leno bị khuất phục. Cầu trường Anfield lại như nổ tung, khi khán giả hò reo cổ vũ. Khán giả một lần nữa được mừng bàn chỉ sau hơn một phút, khi Arnold thu hồi bóng từ ngoài cấm địa rồi sút chân phải về cột gần ấn định thắng lợi 4-3. Leno được coi là thủ môn phản xạ hay bậc nhất giải, nhưng gần như không có cơ hội nào trong cả 4 bàn thua. Arnold được coi là người hùng, giúp Liverpool leo lên nhì bảng với 2 điểm ít hơn Arsenal. Ở vòng tiếp theo tối ngày 6 tháng 12, thầy trò Klopp sẽ làm khách trên sân của đội chót bảng Sheffield United. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.